Thân chào các em học sinh khối lớp 7 của trường Trung học cơ sở Chu Văn An. Chào mừng các em đã đến với tiết học địa lý ngày hôm nay. Ở tiết trước, cô cùng các em đã tìm hiểu về thiên nhiên châu Phi ở bài 26 và bài 27. Với tiết này, chúng ta sẽ bước vào tìm hiểu bài 28, thực hành phân tích lục đồ phân bố các môi trường tự nhiên, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở châu Phi. Bài 28 gồm có hai bài tập, là bài tập 1 và bài tập 2. Trong đó, bài tập 1 nằm trong nội dung giảm tải và các em sẽ tự làm. Bài tập 2, phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa. Phân tích các biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa dưới đây theo gợi ý sau. Lượng mưa trung bình năm, sự phân bố lượng mưa trong năm. Biên độ nhiệt trong năm, sự phân bố nhiệt độ trong năm. Cho biết từng biểu đồ thuộc kiểu khí hậu nào, nêu đặc điểm chung của kiểu khí hậu đó. Sắp xếp các biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa A, B, C, D vào các vị trí đánh dấu 1, 2, 3, 4 trên hình 27.2 lục đồ các môi trường tự nhiên của châu Phi sao cho phù hợp. Và các em sẽ phân tích biểu đồ theo mẫu của phiếu học tập dưới đây. Về nhiệt độ thì gồm có nhiệt độ cao nhất, nhiệt độ thấp nhất là bao nhiêu độ C và vào tháng mấy. Biên độ nhiệt năm là bao nhiêu độ C. Về lượng mưa thì các tháng mưa nhiều, các tháng mưa ít, các tháng không mưa là những tháng nào và tổng lượng mưa là khoảng bao nhiêu mm. Từ đó các em hãy rút ra kết luận về kiểu khí hậu của biểu đồ đó và cho biết đặc điểm của kiểu khí hậu đó là gì và vị trí của kiểu khí hậu đó nằm ở bán cầu nào và thuộc địa điểm số mấy. Cô cùng các em sẽ bước vào phân tích biểu đồ A. Về nhiệt độ thì nhiệt độ cao nhất là 28 độ C và vào tháng 11. Nhiệt độ thấp nhất là 13 độ C và vào tháng 7. Biên độ nhiệt năm là chênh lệch nhiệt độ giữa tháng cao nhất và tháng thấp nhất. Biên độ nhiệt năm ở biểu đồ A là 15 độ C. Về lượng mưa thì đây là biểu đồ thuộc đới nóng, cho nên những tháng có mưa nhiều là những tháng có lượng mưa trên hoặc bằng 100 mm. Vậy thì các tháng mưa nhiều ở đây là từ tháng 11 đến tháng 3 và các tháng mưa ít là tháng 4, 5, 9 và 10. Các tháng không mưa là tháng 6, 7, 8. Về tổng lượng mưa ở biểu đồ A là 1244 mm. Như vậy thì ở qua phân tích biểu đồ này thì các em có thể rút ra được kết luận là biểu đồ này thuộc kiểu khí hậu đó là nhiệt đới. Và đặc điểm của kiểu khí hậu nhiệt đới đó là nắng nóng, có mưa theo mùa, từ tháng 11 đến tháng 4 là có mưa nhiều, từ tháng 5 đến tháng 10 là mưa ít và có thời kỳ khô hạn kéo dài 3 tháng. Như vậy thì từ tháng 11 đến tháng 4 mưa nhiều thì tương ứng với mùa hạ và từ tháng 5 đến tháng 10 mưa ít thì tương ứng với mùa đông. Như vậy thì với cái đặc điểm khí hậu này thì biểu đồ A sẽ nằm ở bán cầu nam. Và nằm ở bán cầu nam như vậy thì thuộc kiểu khí hậu nhiệt đới thì ở biểu đồ A nó sẽ nằm ở địa điểm là số 3, Lubumbashi. Tiếp theo là biểu đồ B. Về nhiệt độ thì nhiệt độ cao nhất là 37 độ C và vào tháng 5. Về nhiệt độ thấp nhất là 23 độ C vào tháng 1. Biên độ nhiệt năm là 14 độ C. Các tháng mưa nhiều là từ tháng 6 đến tháng 9. Các tháng mưa ít từ tháng 2 đến tháng 5 và tháng 10. Các tháng không mưa là tháng 11, 12 và tháng 1. Tổng lượng mưa là 897 mm. Như vậy thì từ những phân tích trên thì chúng ta rút ra được biểu đồ B thuộc kiểu khí hậu là nhiệt đới. Đặc điểm của kiểu khí hậu nhiệt đới đó là nắng nóng, có mưa theo mùa, từ tháng 5 đến tháng 10 có mưa nhiều, từ tháng 11 đến tháng 4 có mưa ít và có thời kỳ khô hạn kéo dài 3 tháng. Như vậy thì từ tháng 5 đến tháng 10 mưa nhiều sẽ tương ứng với mùa hạ.
Từ tháng 11 đến tháng 4 mưa ít sẽ tương ứng với mùa đông. Như vậy thì với những đặc điểm này thì biểu đồ B sẽ thuộc kiểu khí hậu nhiệt đới nằm ở bán cầu Bắc. Như vậy thì kiểu khí hậu nhiệt đới nằm ở bán cầu Bắc sẽ thuộc vị trí số 2, Ouagadougou. Cô cùng các em sẽ bước vào phân tích biểu đồ C về nhiệt độ. Nhiệt độ cao nhất là 29 độ C vào tháng 11 và tháng 4. Nhiệt độ thấp nhất là 21 độ C vào tháng 7. Biên độ nhiệt năm là 8 độ C. Về lượng mưa, các tháng mưa nhiều là từ tháng 9 đến tháng 5. Các tháng mưa ít từ tháng 6 đến tháng 8. Các tháng không mưa là không có. Và tổng lượng mưa đó là 2.592mm. Từ những phân tích này thì ta rút ra được biểu đồ C thuộc kiểu khí hậu là xích đạo ẩm. Và đặc điểm của kiểu khí hậu xích đạo ẩm đó là có nắng nóng và mưa quanh năm. Từ tháng 6 đến tháng 8 có mưa ít. Như vậy thì từ tháng 6 đến tháng 8 có mưa ít, tương ứng với biểu đồ nằm ở bán cầu Nam. Như vậy thì với kiểu khí hậu xích đạo ẩm nằm ở bán cầu Nam thì biểu đồ C nằm ở địa điểm số 1, Li Province. Cô cùng các em sẽ bước vào phân tích biểu đồ cuối cùng, đó là biểu đồ D. Về nhiệt độ thì nhiệt độ cao nhất là 22 độ C và vào tháng 12 và tháng 1. Nhiệt độ thấp nhất là 10 độ C và vào tháng 7, biên độ nhiệt năm là 12 độ C. Và đây là biểu đồ ở đới ôn hòa, cho nên những tháng có mưa nhiều là những tháng có lượng mưa trên hoặc bằng 50mm. Và các tháng mưa nhiều là từ tháng 4 đến tháng 8. Các tháng mưa ít sẽ là từ tháng 9 đến tháng 3. Các tháng không mưa là không có. Và tổng lượng mưa là 506mm. Từ những phân tích này thì các em có thể rút ra được biểu đồ D thuộc kiểu khí hậu là Địa Trung Hải. Đặc điểm của kiểu khí hậu Địa Trung Hải đó là mùa hè, tức là từ tháng 11 đến tháng 4 thì nóng, khô. Còn mùa đông từ tháng 5 đến tháng 10 thì ấm áp và có mưa nhiều. Với những đặc điểm này thì biểu đồ D sẽ thuộc kiểu khí hậu Địa Trung Hải và nó nằm ở bán cầu Nam. Khí hậu Địa Trung Hải nằm ở bán cầu Nam thì đó là nằm ở địa điểm số 4, Cape Town. Đây là kết quả phân tích của 4 biểu đồ A, B, C, D và các em sẽ ghi nội dung này vào trong vở ghi của mình. Ở phần hướng dẫn về nhà, các em sẽ ghi bài vào trong vở và xem trước nội dung của bài 29, Dân cư xã hội châu Phi.